Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Nhân Khải nè mọi. Và sau vài ngày chờ đợi thì ngày hôm nay thì Văn Khải sẽ bắt đầu nhận top 3 văn hội nè mọi. Top 3 văn hội thì người anh em đấu giá mạnh đó là đấu với mình còn bông tiêu nè mọi. Họ gọi cho mình một lợp bao từ 890. Tuy rằng là ghi 567 rồi nè mọi, nhưng mà sẽ mở ra là 890 nè. Một hào quang lợp bao với lại một rương định bài boss hàng 3. Rồi, ok, bông tiêu. Mục tiêu thì máu 500 nha anh em. Mục tiêu máu 500, ok. Đó thì anh em sẽ có rất nhiều anh em hỏi là top 3 băng áo sẽ nhận cái gì. Thì đây là video để cho anh em trả lời câu hỏi đó nha. Và anh em xem video đừng quên đỡ lại cho băng áo lại sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Ok nè. Đó, nhận mục tiêu nè. Hiện tại cái này còn khả năng khởi phi dân phi phòng sáng nè. Mục tiêu nè. Đó, ok chưa. Mục tiêu này rất là đẹp nè mà. Ok, lên hoa sơn cạnh cái trường chụp vài tấm hình rồi. Tiếng nội khai sẽ trao phần quà này cho người đấu giá được nha nè. Đây, trên này thì có khu vực chụp hình rất là đẹp. Trên này thì anh em hay chụp hình đó, trên này rất đẹp nè mà. Đó. Ok chưa? Đây là bên mấy chủ S10 đại danh kiệt sử nè mày. Trang chủ game đó là Võ Lâm Ngày Xưa .net nè. Một trong những phiên bản chuẩn xứng 2S, đồ xanh ngũ hành và đồ tím những thiềm tinh nha nè. À, ok, này làm vào tấm hình ra ngoài xuống rồi. Nói chung là chỗ này thấy hay chụp hình đó. Có cái đào bằng chân rồi, nó khá là đẹp mắt luôn. May đồ, đẹp không? Rồi, chung là con này là con bông tiêu nè. Đó, thì thường top 3 này sẽ được con bông tiêu này. Vòng sáng thì chắc chắn là mạnh có thể chọn vòng này nè mà. Vòng vàng này luôn. Vòng vàng này thì 100 xu là chọn được nha nè. Đó, con này vòng xanh này là vòng của ngựa khải nè. Vòng xanh này ngựa phi dân. Rồi. Cái hào quang này thì bỏ ra 100 xu rồi cánh vào cái này thì sẽ có hào quang màu vàng giống khải nha nè. Rồi, ok. Lầm tấm hình lầm bít nữa xuống nè. Khá đẹp anh em ạ. May rồi, đẹp không? Anh em có thể tải game ở trang chủ game là Võ Lâm Ngày Xưa .net nè. Võ Lâm Ngày Xưa .net. Để có thể tải game nha. Rồi, ok. Bye bye anh em và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha mọi người. Bye bye. Phần thưởng top 3 đã được trao nha anh em ơi.